Bản tin xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý về tình hình thời tiết. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 14 tháng 12, không khí lạnh sẽ tăng cường gây mưa rét cho Bắc Bộ. Ngày 15 đến ngày 16 tháng 12, trời rét đậm, vùng núi rét hại. Đây cũng là lần rét đậm rét hại đầu tiên trong mùa đông năm nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng đêm ngày 13 tháng 12 tới ngày 15 tháng 12, không khí lạnh sẽ liên tiếp được tăng cường mạnh xuống nước ta, khiến nhiệt độ giảm mạnh. Trong hai ngày 15 và 16 tháng 12, dự báo vùng đồng bằng Trung Du Bắc Bộ có rét đậm diện rộng, nhiệt độ ban đêm từ 11 tới 14 độ, ban ngày từ 12 tới 16 độ. Vùng núi có rét hại với nhiệt độ ban đêm là 8 tới 11 độ, ban ngày không quá 12 độ. Trước tình hình trên, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất là với người già, trẻ nhỏ, học sinh như hạn chế ra trời lạnh, mặc đủ ấm, không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín. Chủ động bảo vệ cho vật nuôi, cây trồng, thủy sản, chú trọng đàn đại gia súc và các cơ sở chăn nuôi tập trung ở khu vực đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, căn cứ tình hình thời tiết cụ thể tại từng địa phương để chủ động cho học sinh nghỉ học tránh rét. Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên kênh VTC16. Thưa quý vị, sau những ngày thời tiết ấm áp khá dễ chịu thì bắt đầu từ ngày mai, người dân khu vực miền Bắc sẽ bước vào một đợt giá rét mới do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh. Mưa vừa, mưa to xuất hiện tại nhiều nơi ở các tỉnh phía Bắc, mưa xuống cùng với giá rét buốt cũng xuất hiện. Và từ ngày 15 tháng 12, các tỉnh Bắc Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay với nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 11 cho đến 14 độ, vùng núi sẽ từ 8 cho đến 11 độ và vùng núi cao sẽ dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá. Trọng tâm rét hại sẽ tập trung ở Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang và Lào Cai. Khối không khí lạnh dồn sâu xuống phía Nam sẽ có xu hướng lệch đông, cũng đem mưa rét đến các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Trong ngày 14 tháng 12, cá biệt nhiều điểm có lượng mưa to và dông, hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh cũng sẽ xuất hiện trong cơn dông, bà con cần hết sức lưu ý. Thưa quý vị, trong suốt 3 ngày vừa qua, mực nước ven biển Nam Bộ đang lên theo thủy triều. Dự báo đỉnh triều tại ven biển Nam Bộ sẽ tiếp tục tăng trong mấy ngày tới và sẽ duy trì ở mức cao. Từ ngày 17 tháng 12 sẽ giảm dần và đỉnh chiều cao nhất tại Vũng Tàu có thể đạt đến là 4,35m vào rạng sáng ngày 16 tháng 12 năm 2020. Do ảnh hưởng của chiều cường, nguy cơ ngập úng cao có thể xảy ra tại các vùng trũng thấp ven biển các tỉnh Nam Bộ như là Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau và thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian ngập sâu nhất có thể diễn ra trong khoảng thời gian là từ 0 cho đến 4 giờ và từ 15 đến 19 giờ trong các ngày 15 tháng 12 và 16 tháng 12 năm 2020. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý tại các vùng vào ngày mai. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, không khí lạnh tràn về khiến nhiệt độ giảm thấp trên địa bàn Hà Tĩnh, xuất hiện tình trạng rét đậm, rét hại, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của gia súc và vật nuôi. Đặc biệt tại các địa phương vùng núi như Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, nhiệt độ xuống thấp kèm theo gió lạnh nên trâu bò rất dễ đổ ngã và chết rét. Tuy nhiên, nhờ chủ động thực hiện tốt các công tác chăm sóc, bảo vệ đàn gia súc nên đến nay trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn chưa có thiệt hại nào liên quan đến đàn gia súc do mưa rét gây ra. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Đàn bò của gia đình chị Phạm Thị Đào đã xây dựng chuồng trại kiên cố. Trong những ngày mưa lạnh vừa qua, đàn bò đã được nuôi nhốt tại chuồng và chăm sóc giữ ấm. Chúng tôi thì mùa rét này là chủ yếu là thức ăn gia súc cho trâu bò nè, là thứ nhất là cỏ, thứ hai là rơm rạ,
Thứ ba là chuồng trại phải sạch sẽ, rồi là thứng đóng chất kín để chống rét cho con trâu con bò. Nhiều năm trở lại đây, cùng với việc tăng cường phát triển đàn vật nuôi, người dân đã chú trọng các biện pháp chăm sóc, bảo vệ, nhất là trong mùa đông giá rét. Nguồn thức ăn được chủ động hoàn toàn, nhất là việc bổ sung thức ăn xanh, vỗ béo cho đàn vật nuôi nhằm tăng sức đề kháng cho đàn gia súc. Năm nay là một cái năm tức là được dự báo tức là rét rất đậm. Cho nên cái việc như vậy là phòng chống rồi thì là chuồng trại cho trâu bò che chắn để chống rét thì chúng tôi làm như vậy là rất chú đáo và cẩn thận. Vũ Quang có tổng đàn trâu bò trên 15.000 con. Ngay từ đầu mùa đông, ngành chuyên môn đã tăng cường hướng dẫn người dân thực hiện đồng bộ các biện pháp chăm sóc, bảo vệ đàn vật nuôi. Đầu mùa thì bà con đã tổ chức thu gom các cái loại thực phẩm sánh và khô để tích trữ. Trong cái mùa rét mạnh, rét đậm rét hại thì hạn chế cho trâu bò làm việc và bổ sung các cái loại muối và khoáng chất để tăng cái sức đề kháng cho trâu bò. Chăn nuôi đang đóng vai trò là nguồn kinh tế chủ lực của nhiều hộ gia đình. Vì vậy, trong điều kiện mùa đông năm nay được dự báo sẽ có nhiều đợt rét đậm rét hại kéo dài, thì việc chủ động thực hiện tốt các giải pháp bảo vệ đàn gia súc là hết sức cần thiết nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa rét gây ra. Thưa quý vị, nhiều trận lũ nối tiếp nhau trên địa bàn Quảng Trị nói riêng và các tỉnh miền Trung nói chung đã khiến hàng trăm công trình nước sinh hoạt bị hư hỏng, gây ảnh hưởng cho gần 150.000 hộ dân của các tỉnh miền Trung. Riêng tại tỉnh Quảng Trị, có hàng chục ngàn hộ đang vô cùng khó khăn với nước sinh hoạt, ghi nhận của phóng viên thời sự. Sau lũ, con suối nhỏ này trở thành nguồn nước sinh hoạt duy nhất của người dân ở thôn A Đen, xã A Ngo, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị. Nước đục lắm, vừa đục mà vừa bẩn, nữa mà vẫn dùng nước suối. Nhưng mà nếu mưa to thì hưởng được nước mưa. Một số bà con là có cái bịch, có cái thùng thì hưởng được nước mưa. Chứ còn mấy ngày gần đây thì nước mưa nhỏ nhỏ thì vẫn đi qua lấy nước suối về. Đường ống của nước sinh hoạt là bị đứt đoạn hết. Đó rồi là trên thượng lưu cũng đã vui lập. Đó thì cũng là về công tác mà sinh hoạt nước cho tất cả người dân thì rất là khó khăn. Sau mưa lũ đi qua, tỉnh Quảng Trị có gần 70 công trình nước sạch nông thôn bị hư hỏng hoàn toàn. Trên 30.000 hộ dân đang trong tình trạng thiếu nước sạch. Tổng cục thủy lợi của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì cũng tiếp tục là cũng đã họp với các nhà tài trợ của các tổ chức phi chính phủ cũng đã kêu gọi và trong thời gian tới họ tiếp tục sẽ hỗ trợ. Và chúng tôi khi mà họ đã có hỗ trợ thì chúng tôi sẽ có những cái giải pháp kịp thời. Bởi vì Quảng Trị cũng là một cái nhu cầu hiện nay còn rất lớn trong cái việc mà xử lý nước các hộ gia đình cũng như là sửa chữa các công trình cấp nước tập trung mà hư hỏng qua mưa lũ. Sau đợt thiên tai trong tháng 10 và tháng 11, toàn khu vực miền Trung có trên 300 công trình cấp nước tập trung bị hư hỏng. Trước mắt đã có một số tổ chức hỗ trợ người dân máy lọc nước. Tuy nhiên, sự hỗ trợ này cũng chỉ là tạm thời trong quy mô nhỏ. Và tiếp theo chương trình sẽ là mục tin vắn đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Những con lợn có dấu hiệu bỏ ăn, nước tiểu màu đỏ, táo bón và lăn ra chết đã xuất hiện rải rác tại thôn Lược, xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Chúng bị nhiễm dịch bệnh tả lợn châu Phi. Sau khi trắng tay do dịch bệnh càn quét trước đó, đa phần người dân tái đàn đã chủ động thực hiện phòng chống. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn xuất hiện trở lại, khiến những người nông dân này một lần nữa trắng tay. Hiện vẫn còn nhiều ổ dịch nhỏ lẻ khác vẫn đang tiếp tục bùng phát, chưa phát hiện được nguồn lây. Nếu không nhanh chóng dập dịch, nhiều nông dân nuôi lợn hiện nay sẽ có nguy cơ mất Tết. Người phụ nữ này đang mệt mỏi dọn dẹp những gì còn sót lại sau đêm chiều cường lên. 1/2 ngôi nhà đã bị đổ sập, gạch ngói vỡ vụn. Chỉ sau một đêm chiều cường lên, làng chài thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã tan hoang. 4/12 ngôi nhà đã bị hư hỏng, sói mòn nặng. Nếu chính quyền địa phương không sớm có giải pháp di dời, tái định cư, thì tính mạng của hàng chục người dân đang sinh sống tại đây sẽ bị đe dọa từng giờ, từng phút. Mặc dù còn hơn 2 tháng nữa mới đến Tết, nhưng tại làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp,
mai vàng đã thi nhau đua nở. Năm nay, ảnh hưởng do thời tiết, nhiều vườn mai tại đây đang trong tình trạng nở sớm, ảnh hưởng đến số lượng nụ mai vào dịp Tết, khiến nông dân lo lắng. Đối với những loại hoa khác, nông dân đang khẩn trương điều chỉnh mùa vụ với hy vọng hoa nở trúng dịp Tết. Với những người trồng hoa, Tết đến sớm đồng nghĩa với việc họ sẽ lỡ cơ hội để đón Tết đúng hẹn. Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc trên, Công an huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đã phân công điều tra viên, cán bộ điều tra phối hợp với đồn biên phòng Đất Mũi làm việc với NCT nhằm điều tra những bước tiếp theo. Trước đó, ngày 9 tháng 12, ngư dân NCT, 30 tuổi, ngụ phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, đến cơ quan chức năng trình báo việc tài công trói ngư dân, sau đó chém và đẩy xuống biển. Ngoài ra, các ngư dân cũng trình báo về việc thường xuyên bị tài công tê đánh. Trong đó, cả 3 trình báo về việc mất tích của ngư dân tên NVC, 48 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc. Cả 3 cũng cho biết thêm, tài công tê có báo cáo cho chủ ghe biết về việc mất tích của ngư dân NVC, nhưng không trình báo cơ quan chức năng.